cùng quay trở lại với những tin tức trong nước đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn một thông tin được rất nhiều người quan tâm trong thời gian vừa qua đó chính là bộ kit test của công ty việt á có đạt tiêu chuẩn hay không và mới đây thì bộ khoa học và công nghệ cũng đã có động thái đăng tin đính chính sau khi gỡ bỏ thông tin liên quan đến việc tổ chức y tế thế giới who chấp thuận kit xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á trên website của bộ Cụ thể, trên cổng thông tin chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ đã đính chính với nội dung trong khoảng thời gian vào ngày 25-26 tháng 4 năm 2020. Một số cơ quan báo chí chính thống đã đăng tải bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Trên cơ sở tổng hợp nguồn tin từ các cơ quan báo chí chính thống, vào lúc 15 giờ 36 phút ngày 26 tháng 4 năm 2020, bản tin bộ kit test xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận đã được đăng tải trên cổng thông tin của bộ khoa học và công nghệ most gov vn và bản tin này cũng đã được gửi tới một số phóng viên theo dõi lĩnh vực khoa học và công nghệ tham khảo như thông lệ khi ngành khoa học và công nghệ có sự kiện hoặc thành tựu nổi bật sau khi phát hiện có sai sót để có thời gian xem xét đánh giá lại toàn bộ quá trình bản tin đã được tạm gỡ trên cổng thông tin của bộ khoa học và công nghệ trước đó sau khi thông tin về việc này được gỡ bỏ trên cổng thông tin điện tử của bộ khoa học và công nghệ ông trịnh thanh hùng phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các khối ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ thừa nhận đây là sơ xuất của bộ